Xin chào tất cả mọi người Cảm ơn mọi người đã xem video mới nhất của Thanh trong đêm Ngày 12 tháng 4 năm 2023 Thì video này thành có một số thông tin về đồng bay mua đến tất cả mọi người như sau Thông tin đầu tiên Có tên là Trong tương lai giá của đồng bay chắc chắn sẽ tan đều đặn Bởi vì giá trị tham chiếu trong tương lai của đồng bay sẽ đến từ hai hướng trao đổi và giá sinh thái thị trường chúng ta sẽ kiểm tra và cân bằng lẫn nhau để không gây ra thảm họa đụng xe. Đây là một điều mà mình, mình chắc chắn mình cũng tin tưởng điều này. Giá trị đồng bi sẽ tan lên tiêu đèn. Bởi vì giá trị tham chiếu trong tương lai của đồng bi sẽ đến từ hai hướng. Trâu đầu ý, bi và giá sinh thái thị trường. Chưa có một dự án một lập trang nào mà cơ hệ sinh thái đang phát triển rất mạnh. Có thể là phát triển rất là mạnh nhất hiện từ trước đến nay chỉ đồng bay mới có được điều đó đồng bay có một cái cộng đồng cực kỳ vững mạnh cực kỳ hùng hậu ừ, người ta là 45 triệu đô la à, triệu billia đây là một điều chắc chắn là đồng bay nó sẽ được ủng hộ của rất nhiều người và trong gần đây trong thời gian gần đây thì trên có cái trang web và có sàn thì chúng ta cũng có cái đồng bay nước quốc đúng không thì cái đồng đó là đồng do sàn tạo ra và họ muốn tạo ra một cái bước gọi là đi trước đón đầu để khi B mai đánh mở thì chắc chắn nó sẽ được đưa lên sàn và nếu mà Bico tim cho phép có sàn nó đưa lên thì họ sẽ đưa lên thôi còn không b tim sẽ tạo nên một sàn cho riêng mình thì chúng ta phải chờ ngồi chờ may đánh mở để biết được và giai đoạn đầu thì mình nghĩ là B khi mai đánh mở thì B chưa chắc đã lên sàn đâu và khi đó giá B sẽ được uh, do cái có cái biểu người ta thống nhau với nhau và người ta đưa ra một mức giá chung đó là thông tin đầu tiên giá trị đồng bay sẽ chắc chắn sẽ tăng sẽ tan đều đặn theo thời gian cái nội dung thứ hai như sau là hậu nghị tô châu của trung quốc tôi thật sự bị sốc trước sự phổ biến của bằng bay Thế thông tin này nghĩa là hậu nghị ở tô châu diễn ra với số lượng biona rất lớn. Chúng ta cụ thể chúng ta xem vài giây video này. Đây, đây video oh, số lượng biotin quá nhiều trong cái video này. Như vậy qua đây chúng ta thấy là cái, cái, cái sự phổ biến của mạng bi ở Thổ Châu Trung Quốc là tuyệt vời. Số lượng người tham gia hội nghị ở Thổ Châu Trung Quốc rất là lớn và. Thực sự đó là một điều mà ai cũng mong muốn thì cái sự phổ biến của bi đối với cộng đồng và bản thân mình là một trong những billionaire đạo bay thì mình tin tưởng rằng bay sẽ thành công. Vì những lý do sau. Thứ nhất là bay có một cái đồng ngũ tuyệt vời là những tiến sĩ thuộc đảo Sông Phật Tiến sĩ về tiến sĩ về nghiên cứu tâm lý con người và đặc biệt tiến sĩ của lần người thầy của người đã tạo ra cái đồng ETH đấy. BTC mất 10 năm để đạt giá có giá là vài nghìn đô, vài chục nghìn đô. Thì B ít nhất hiện tại là 4 năm, thì 6 năm nữa. Nếu mà 6 năm nữa thì B nó sẽ phát triển có thể đạt đến mức cao nhất bây giờ Thứ hai nữa là vì sao B thì thành công? Vì B có một hệ sinh thái tuyệt vời. Hệ sinh thái với nhiều ứng dụng trải qua hai cuộc thi hóa cao thông thì ứng dụng của B rất nhiều. Mặc dù đó là ứng dụng chỉ mới là ứng dụng họ sẽ nói lên ý tưởng và bây cô cảm thấy ý tưởng đó hay sau khi bị bê bên mở thì có ứng dụng nó sẽ chạy chính thức trong có ứng dụng hệ sinh thái thì tất nhiên sẽ có ứng dụng đầu tiền bê, lấy tiền bị đó là một điều mà, mà, tất cả bên đều mong muốn có được đó là đó là sinh thái tuyệt vời đó là một bi có một đồng ngũ tuyệt vời và thứ ba nữa bởi thành công vì b có một cái chuỗi khấu tiên tiến phát triển một chuỗi khấu tiên tiến là chuỗi khấu blockchain web với web ba 0 ba đó là một điều rất tuyệt vời và ra là có một số lý do mà thành đã nói trong các video ở phần cuối video ngày hôm nay thì thành có cái bản quyền adm bản quyền một năm và cả trọn đời mọi người quan tâm thì hãy liên hệ với thành qua số điện thoại không chín tám ba hai một bốn để chúng ta sở hữu cái bản quyền một năm với giá 250k và cái bốn quyền trọn đời với giá 450k sở hữu cái bốn quyền trọn đời thì các bạn có được những cái lợi ích là bạn các bạn không còn quan tâm đến việc là ADM của bạn có bị lỗi hay không có bị lỗi về cây không vì chắc chắn cây sẽ không bị lỗi chỉ khi nào bạn chưa xóa bỏ cái phiên bản mà bạn đã kích hoạt bằng một công cụ không chính thống thôi thì nó bị lỗi thôi còn bạn xóa bỏ tận gốc cái uh, phiên bản ADM của bạn đi. Sau đó bạn cài lên, bạn cài bằng cái up ở trên trong web trên chủ DM để chúng ta sẽ có được uh, một phần mềm sạch. Rồi sau đó bằng kích hoạt cài mà mình cung cấp thì bạn sẽ có cái bản quyền uh, sẽ có một phần mềm bản quyền tuyệt vời. Nếu bạn thấy video này hay hãy trở thành những lượt like, những lượt subscribe đăng ký kênh. Rất uh, mong mọi người hãy cùng nhau chúng ta nâng chất trị bày và giới thiệu mình đến cộng đồng những người ở quốc gia bạn cũng như cả thế giới xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo và rất mong một điều là mọi người sẽ đóng góp những ý kiến cho những video của mình video của mình làm thì nó rất nhiều thời điểm và mình muốn làm buổi trưa đưa cho các bạn nhưng mà buổi trưa thì số lượng bạn xem video cũng ít quá nên mình có thể mình chuyển động lên động trong một tuần có thể là buổi trưa buổi chiều hoặc buổi tối nên ngày hôm nay mình sẽ dùng buổi tối này để đưa lên một cái video để thử nghiệm thử cái thời điểm này các bạn có xem nhiều hay không và để cho giúp cho mình có thể cải thiện được cái số lượng view trong các video của mình thì rất mong các bạn hãy giúp mình bằng cách ừ. chia sẻ video, like video và chia sẻ đến những bạn bạn thân yêu của các bạn để giúp cho cái kênh của mình lan tỏa không những các viên đi Việt Nam để biết mà có địa thế giới họ cũng biết được cái website và cái cái cái, cái 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 YouTube của mình để cho mình tạo được mục tiêu là Jesus là giới thiệu bi đến các cộng đồng những người yêu bi thật thụ những người bi chân chính và các bạn coi xe rất mong các bạn hãy cố gắng kiên trì kích tiêu xét đều đều và đến một ngày nào đó bởi khu tim sẽ cho chúng ta coi xe lại và khi đó thì chúng ta sẽ cố gắng đừng để bị lỗi lần nữa một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video xin chào mọi người Goodbye. See you again. Bye.